Thiên tài Albert Einstein đã từng nói rằng không thể nào chống lại những thằng ngu vì chúng quá là đông. Và ngược lại, ai ai cũng biết những thiên tài sở hữu trí thông minh cao chót vót thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng khổ nỗi là tài giỏi chưa chắc đã đi kèm với một cuộc đời hạnh phúc. Taka chính là đang nhắc đến William James Sidney, người đàn ông có chỉ số IQ cao gấp rưỡi Einstein và gần gấp 3 lần người bình thường. Nhưng mà rồi cuối cùng cuộc sống của ông cũng chỉ gói gọn trong hai từ: cay đắng. Bị vùi dập tài năng, chịu sự quản giáo máu lạnh từ chính cha mẹ ruột, không có lấy một người bạn tri kỷ và rồi qua đời trong cơn bao bệnh hiểm nghèo. Liệu đây còn những điều khủng khiếp gì mà chúng ta chưa biết về cuộc đời của vị thiên tài sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh này hay không? Hãy cùng Taka tìm hiểu ngay trong video sau đây. Cái kết bi thảm của thần đồng có chỉ số IQ cao nhất thế giới, Einstein thì chưa là gì. Có thể bạn đã biết rồi, chỉ số IQ vốn được đánh giá thông qua bài test chứa rất nhiều câu hỏi. Thông thường thì chỉ số thông minh ở con người chúng ta trung bình là 100. Nếu kết quả bài test IQ dao động từ 85 đến 115 thì người đó được cho là phát triển bình thường. Nhưng mà nếu kết quả chỉ từ 70 trở xuống mà thôi thì xin chia buồn, bởi vì những người này sẽ bị liệt vào diện trí não chậm phát triển. Vậy thì ở đây có bạn nào biết chỉ số IQ trung bình của người dân Việt Nam chúng ta là bao nhiêu hay không? Chà, tưởng không cao mà lại cao không tưởng đấy nhá. Chẳng là tính đến hiện tại thì chỉ số IQ trung bình của người Việt đang đạt mức 94, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 91,3 và chỉ đứng sau IQ của người Singapore là 103. Còn nước nắm giữ ngôi vương trong cuộc đua giành chức vô địch về chỉ số IQ chính là Hồng Kông, với điểm trung bình của người dân thì đạt tận 107 điểm. 500 anh em ở đây đã ai làm bài test IQ rồi? Có thể mạnh dạn comment chia sẻ điểm của mình xuống bên dưới video này được hay không? Và các ông thử đoán xem IQ của Taka là bao nhiêu? Bạn nào mà đoán trúng thì tôi sẽ tặng ngay một voucher xem kênh YouTube Taka miễn phí trọn đời luôn nha. Chịu chưa nào? Ok, đổi một chút thôi. Ở một diễn biến khác, các nhà khoa học lỗi lạc trong quá khứ thường được cho là sở hữu chỉ số thông minh rất là cao. Thế nhưng mà ở thời đại các bài test IQ thô sơ nhất còn chưa được ra đời, còn người chúng ta làm cách nào để đo được điểm IQ của các bậc thiên tài này? Đơn giản lắm luôn. Chỉ cần dựa vào những tài liệu, ghi chép, tác phẩm cũng như công trình nghiên cứu mà một người để lại thôi là các nhà nghiên cứu đã có thể đo lường điểm IQ của họ một cách tương đối chính xác rồi. Theo cách này, các chuyên gia ước đoán chỉ số IQ của nhà vật lý học Stephen Hawking là khoảng 160. Còn người đàn ông nhận giải Nobel vật lý năm 1921, Albert Einstein, cũng không khiến chúng ta thất vọng với kết quả IQ xấp xỉ từ 160 đến 190 điểm. Thế nhưng mà nếu như bạn cho rằng đây là những người thông minh nhất quả đất thì bạn nhầm to rồi đấy nhá. Bởi họa sĩ đại tài thời kỳ phục hưng Leonardo da Vinci còn amazing good job hơn rất là nhiều, với số điểm ước tính lên đến 210. Dù vậy, tất cả những khối óc vĩ đại nhất thế giới đều không thể vượt qua IQ của một nhân vật, một thiên tài bẩm sinh xuất chúng nhưng lại phải trải qua cuộc sống bi thảm không ngờ. Đó là William James Sidney, người đàn ông thông minh nhất trái đất, một thần đồng và cũng là một nhà toán học đại tài. Ông còn được biết đến là một bậc thầy ngôn ngữ, đồng thời là một nhà văn tài năng. Đáng buồn thay, với khối óc tinh hoa tích tụ như vậy, người đàn ông thông minh nhất hành tinh cuối cùng lại không có được vị trí xứng đáng trong lịch sử của nhân loại. Chuyện kể rằng vào năm 1898, cậu bé William đã cất tiếng khóc chào đời tại thành phố New York của Mỹ. Cha của cậu, ông Boris, khi đó là một nhà tâm lý học kiệt xuất, người đã giành được 4 tấm băng đỏ từ trường đại học danh giá nhất hành tinh Harvard. Còn mẹ của William vốn là một bác sĩ y khoa. Bởi vì cha mẹ đều là những người tài giỏi, ngay từ khi sinh ra, William James Sidney đã được kỳ vọng là một đứa trẻ sáng dạ. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng trí thông minh của cậu thậm chí còn vượt xa mong đợi của tất cả mọi người. Theo đó, khi mới 18 tháng tuổi mà thôi, William đã thể đọc được tờ The New York Times. Đến năm 8 tuổi, cậu đã tự học và sử dụng được tận 8 ngôn ngữ. Đó là tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Armenia. Chưa dừng lại ở đó, cậu nhóc này còn tự phát minh ra ngôn ngữ của riêng mình và gọi nó là Vanderbilt. Là một nhà tâm lý học tài năng, cha của William rất muốn khiến cho con trai mình phát huy tối đa tài năng của bản thân. Thế nhưng để đạt được điều đó, ông đã điên cuồng áp dụng phương pháp tâm lý học của riêng mình vào việc nuôi dạy cậu con trai non nớt. Ngay khi William chỉ mới vừa tròn 9 tuổi, ông Boris đã cố gắng ghi danh cho cậu bé vào ngôi trường danh giá Harvard, nhưng mà lại bị từ chối vì cậu còn quá nhỏ khi đó. Tuy nhiên là chỉ 2 năm sau, Harvard cuối cùng cũng chịu nhận William theo học
và cậu bé trở thành người trẻ tuổi nhất từng theo học tại Đại học Harvard vào năm 1909. Đến năm 1910, kiến thức về toán học của thần đồng William thậm chí đã vượt xa các giáo sư trong trường, tới mức anh thừa sức lên giảng dạy thay cho giáo viên của mình trong tiết học. 4 năm sau đó, chàng thanh niên đã nhận được tấm bằng thạc sĩ khi chỉ vừa tròn 16 tuổi mà thôi. Thế nhưng sự nổi tiếng thì luôn đi kèm với rất nhiều thị phi. Đó lý do vì sao sau khi tốt nghiệp, William nói với kênh phóng viên rằng mình chỉ muốn sống một cuộc đời hoàn hảo. Mà hoàn hảo theo định nghĩa của anh chính là một cuộc đời bình thường như những người bình thường khác. Không quá thông minh, không quá nổi tiếng và tất nhiên là không quá thị phi. Giống như nhiều thiên tài khác, để giữ mình khỏi sự chú ý của công chúng, William đã làm những công việc văn thư bình thường và chấp nhận mức thu nhập thấp. Mà dù vậy, anh vẫn bị mọi người chú ý khi đó. Điều này đã khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cách nhảy việc liên tục. Vào năm 1924, các phóng viên đã phát hiện ra anh làm một công việc với mức lương chỉ 23 đô la một tuần và đăng bài báo chế nhạo trí thông minh của anh đã suy giảm mất rồi. Bài báo này đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng, bởi trong suốt cuộc đời của mình, William đã viết rất nhiều cuốn sách có giá trị bằng nhiều bút danh khác nhau. William là một trong những người phản đối chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Vào năm 1919, anh bị bắt giam khi tham gia một cuộc biểu tình gây bạo động tại Boston và bị kết án 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, để giúp anh không phải ngồi tù, cha mẹ đã nhốt anh trong viện điều dưỡng của họ trong 2 năm và tuyên bố rằng William bị mắc một số vấn đề về tâm lý. Điều này thì khiến cho chàng thanh niên William càng lúc càng trở nên thối chí và chán nản hơn nữa. Anh đổ lỗi cho cha mình về cách nuôi dưỡng thiên tài hoàn toàn sai lầm, thậm chí là có phần máu lạnh. Ngay cả khi ông Boris qua đời vào năm 1923, cậu con trai William cũng nhất quyết không chịu nhìn mặt cha lần cuối và thậm chí còn từ chối tham dự tang lễ của ông. Cứ thế tương lai vị thần đồng trẻ tuổi ngày càng tụt dốc không phanh. Anh xa lánh gia đình, sống cô độc, làm công việc tính toán và những công việc lặt vặt khác để kiếm sống. Hơn 2 thập kỷ sau cái chết của cha, người được kỳ vọng có thể dùng trí thông minh siêu đẳng thay đổi cả thế giới, cuối cùng lại ra đi thầm lặng một cách đầy đáng tiếc ở tuổi 46 vào năm 1944 do căn bệnh xuất huyết não. Vậy là video này đến đây thì cũng đã kết thúc mất rồi. Bạn có suy nghĩ gì về cái kết bi thảm của vị thần đồng thông minh nhất thế giới William James Sidney? Nhớ comment để lại suy nghĩ của mình xuống bên dưới video này nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.